Xin chào cả nhà, chào quý bà cô dì chú bác và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về các nghệ sĩ nữa nè các bạn. Cụ thể hôm nay thì Cát Tường đã lên tiếng xin lỗi mà về quảng cáo mà sản phẩm sữa sai sự thật á. Bởi vậy ta nói những người nổi tiếng một chút á, cái bắt đầu đi viral đi quảng cáo các sản phẩm, nhưng mà phải coi đó là sản phẩm gì. Đâu phải cứ quảng cáo, nhiều người fan nó cứ thấy thằng tượng của mình quảng cáo rồi cứ bu vào mua như vậy, uống vào cái bệnh thì sao. Cụ thể nội dung như thế này: Cát Tường xin lỗi về quảng cáo sai sự thật, công chúng vẫn ném đá không ngừng tay. MC nghệ sĩ ưu tú Cát Tường nhận trách nhiệm xin lỗi về việc quảng cáo sửa sai sự thật, mong được khán giả bỏ qua. Theo MC Cát Tường, quảng cáo không phải là việc sai trái, không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, cô bị chỉ trích là đã nói những từ ngữ không đúng chuyên môn quảng cáo, không đúng quy định về pháp luật của quảng cáo cho phép. Ngoài ra, các video quảng cáo xuất hiện quá nhiều trên mạng xã hội khiến nhiều người cảm thấy phiền quá. Thêm vào đó, việc cô tuyên bố lấy uy tín của mình ra đảm bảo chất lượng của sản phẩm cũng là sai, vì bản thân không phải là nhà sản xuất, làm gì mà biết lấy uy tín của cô làm gì. Cát Tường cho biết, mỗi khi nhận sản phẩm đưa quảng cáo, cô đều đọc kỹ các giấy tờ liên quan của sản phẩm và đã sử dụng trước rồi mới quay video. Các video này được gửi cho phía nhãn hàng để chạy quảng cáo trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Cụ thể, nữ MC cũng cho biết, cô đã liên hệ các nhãn hàng từng làm việc để tháo gỡ hết video quảng cáo không đúng, bị lố. Tính đến hiện tại 80% video đã được gỡ, còn 20% không thể tháo gỡ được hết đâu. Cát Tường cho biết, suốt 8 tháng qua, cô không nhận bất kỳ hợp đồng quảng cáo nào khác để giải quyết hậu quả của mình gây ra. Tuy nhiên, ngay sau khi video xin lỗi của Cát Tường được đăng tải, công chúng tiếp tục chỉ trích và ném đá nặng nề. Cát Tường đâu phải còn nhỏ đâu mà không biết chữa các bệnh nặng có thuốc, chứ đâu thể nào uống sữa mà hết được. Xin đường vì tiền mà bán rẻ lương tâm nha, đâu phải việc gì sai cũng chỉ xin lỗi là xong, hậu quả gây ra thì sao. Nhiều nghệ sĩ quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật, đó là những từ mà cộng đồng mạng ném đá. Đó là công chúng hiện nay không dễ dãi với nghệ sĩ nào cả, theo họ chỉ xin lỗi thôi thì không đủ để bù đắp cho cái sai trái của cô ấy gây ra đâu. Đó, thì các bạn nghĩ như thế nào đó? Bởi vậy bây giờ ai hỡi có tiền chút danh tiếng là cũng đi bán sản phẩm, đi quảng cáo liếc. Bây giờ cái nghề diễn nó mất đi cái sự mà giống như là giờ chưa tận tâm trong nghề.